Hôm bữa thì chúng ta đã bàn về những chiêu thức đã làm nên thương hiệu của các Pokemon mạnh mẽ. Hôm nay thì tôi sẽ chơi lớn một chút, là một video về top 3 chiêu mạnh nhất của tất cả 18 hệ khác nhau trong Pokemon. Và vì sao là top 3? Vì trong hệ thống chiêu thức được phân ra 3 loại là tấn công mảng vật lý, tấn công theo hướng đặc biệt và chiêu hiệu ứng. Mỗi loại chúng ta sẽ cùng nhau lựa ra chiêu tốt nhất và chọn ra 3 chiêu đại diện cho 3 mảng mạnh nhất của từng hệ. Đương nhiên tiêu chí sẽ dành cho các trận đấu giải trong VCC. Và đây cũng sẽ là tín hiệu vũ trụ được gửi từ Arceus cho hơn 68% những nhà huấn luyện chưa đăng ký kênh sẽ nhấn nút đăng ký để theo dõi những chuỗi series hấp dẫn mà tôi đã và đang ra mắt trong thời gian sắp tới. Hãy cùng nhau đạt được con số 50.000 người đăng ký nào. Bây giờ thì vào video thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ bàn về hệ cỏ. Hệ cỏ thì có tỷ lệ phân bố giữa 3 mảng vật lý, đặc biệt và hỗ trợ khá cân bằng nhau. Nhưng chắc chắn chiêu hỗ trợ lỗi nhất game trong cái hệ này phải dành cho chiêu Spore. Có hơn 100% khả năng ru ngủ được đối thủ, trừ những Pokemon hệ cỏ ra. Phải biết rằng, Pokemon mà ngủ rồi là coi như nó đứng im chịu đòn trong vòng 2-3 lượt tiếp theo. Thật sự hiệu ứng này quá mạnh, thậm chí có thể coi đây là một trong những chiêu hiệu ứng mạnh nhất của 18 thế hệ nói chung, chứ không riêng gì của hệ cỏ cả. Còn về chiêu vật lý tốt nhất của hệ cỏ, cũng có một loại chiêu thức mạnh có thể kể đến như là Power Whip, Solar Blade và Wood Hammer. Với sức mạnh đều là 120, nhưng để chọn thì tôi sẽ chọn Wood Hammer. Tuy là sẽ bị phản sát thương lại đôi chút, nhưng ít ra nó có độ chính xác cao và có thể thi triển ngay lập tức. Không như Power Whip chỉ có 85% độ chính xác và Solar Blade phải ở trong trời nắng thì mới thi triển ngay lập tức được. Còn về chiêu đặc biệt, nổi tiếng nhất của hệ cỏ chắc chắn là tia sáng mặt trời. Nhưng hiệu ứng giống y chang Solar Blade cần có trời nắng mới phát huy tối đa hiệu quả. Leaf Storm cũng rất mạnh nhưng lại bị giảm 2 bậc công đặc biệt sau khi đã thi triển. Chắc chắn là không tối ưu lắm rồi. Nghĩ qua một chút thì còn một chiêu mảng đặc biệt nữa của hệ cỏ, sát thương cao, đó là chiêu độc quyền của tôi đây, Seed Flare. Chiêu này của Semintu tuy có độ chính xác chỉ là 85% thôi, nhưng sẽ có 40% giảm 2 bậc thủ đặc biệt của đối phương. Cộng thêm tác dụng của đặc tính Sudden Grace thì tỷ lệ tôi có thể giảm phòng thủ của đối phương xuống là 80% lần đó. Nhưng đời thì không như là mơ, huyền ảo không được phép chơi trong VCC, nên chiêu này của tôi dù có mạnh thế nào cũng không dùng được. Cho nên là tôi đã nghĩ tới một chiêu độc biệt tốt nhất của hệ cỏ sẽ thuộc về Machacotcha. Chiêu độc quyền của Sinistra với khả năng đánh 2 mục tiêu trong đấu đôi, sát thương 80 và có thể hồi máu cho bản thân dựa vào lượng sát thương đã gây ra cho đối thủ. Và đó là về hệ cỏ. Tiếp theo chúng ta sẽ qua hệ lửa. Lửa thì là hệ thiên về tấn công nên các chiêu hiệu ứng của nó khá khan hiếm. Tuy nhiên thì cũng may có một chiêu hiệu ứng cực tốt của hệ lửa khá được ưa chuộng trong đấu trường VGC, đó là chiêu Willow Whips. Với khả năng gây bỏng và cấu máu mỗi lượt, đồng thời hiệu ứng bỏng sẽ làm giảm 50% khả năng tấn công vật lý của các Pokemon xài nắm đấm. Do đó tụi Pokemon vật lý sẽ rất khiếp sợ trước chiêu hiệu ứng này. Còn về mảng công vật lý, tôi cũng đã nghĩ tới nhiều cái tên quen thuộc như là Flare Blitz, Heat Crash, nhưng tôi sẽ đánh giá cao Sacred Fire hơn. Chiêu này có sát thương là 100, chỉ thua Flare Blitz có 20 điểm, nhưng đổi lại có 50% khả năng gây bỏng cho đối thủ. Một tỷ lệ gây bỏng cực kỳ cao đối với các chiêu hệ lửa khác, nhờ đó mà tận dụng được tối đa hiệu ứng bỏng. Còn về mảng chiêu đặc biệt, tốt nhất của hệ lửa, tôi nghĩ đó sẽ là Eruption. Với sát thương gây ra là 150 khi đầy máu, thì chắc chắn đây là chiêu hệ lửa gây ra nhiều tổn hại nhất cho đối thủ, mà cũng không có bất kỳ hiệu ứng phụ nào với người dùng. Fiery Dance thì cũng có thể cho vào danh sách danh dự khi có 50% tăng một bậc công đặc biệt cho Pokemon sử dụng. Nhưng Fiery Dance lại khá độc quyền bởi Volcarona, nên việc lựa chọn giữa một chiêu đại trà và một chiêu độc quyền thì tôi sẽ chọn Eruption là chiêu mảng đặc biệt tốt nhất của hệ lửa mà tôi khuyên các bạn nên sử dụng. Tiếp theo là đến hệ nước. Hệ nước giống với hệ lửa, khá thiên về tấn công và phần lớn các chiêu tấn công của hệ nước đều là chiêu vật lý. Lấy nước đi gõ đầu người khác được ha. Rất ít có những chiêu nước là chiêu hiệu ứng, nhưng trong số đó tôi nghĩ Life Deal chắc chắn là chiêu hiệu ứng của hệ nước ổn nhất. Có khả năng hồi phục lại 25% lượng máu cho bản thân và đồng minh. Ngoài chiêu độc quyền Luna Blessing của Cresselia thì không có chiêu nào làm được điều này cả. Nên tôi sẽ cân nhắc Life Deal là chiêu hiệu ứng tốt nhất của hệ nước. Còn về chiêu tấn công mảng đặc biệt tốt nhất, có lẽ có 3 cái tên triển vọng là Skull, Hydro Steam và Water Spout. Vì thật lòng là hệ nước quá ít chiêu đặc biệt nên không thể tìm ra chiêu nào tốt hơn 3 chiêu này. Nhưng tôi sẽ chọn Water Spout. Vì thật ra nếu nói về sát thương thì 150 điểm sát thương vẫn tạo ra rất nhiều thay đổi lớn, dù cho nó không gây ra được hiệu ứng bỏng như là Skull. Còn Hydro Steam tuy vẫn gấp đôi sức mạnh trong trời nắng, nhưng lại là chiêu độc quyền của Paradox Working Way. Hết thế hệ này không biết là chiêu này còn tồn tại hay không, nên theo tôi thì Water Spout vẫn là lựa chọn tấn công tốt nhất trong mảng này. Còn về chiêu vật lý hệ nước thì có khá nhiều chiêu như là Wave Crash, Jet Punch, Waterfall và Liquidation. Còn một chiêu nổi tiếng nhất hiện tại là Surging Strike của Urshifu nước. Tuy nhiên thì để so sánh chắc tôi sẽ ưu tiên chọn Fissure Strand là chiêu vật lý hệ nước mạnh nhất thay vì chọn Surging Strike là chiêu độc quyền của Urshifu nước.
Fisher Strength được giới thiệu vào Gen 8 sẽ gấp đôi sát thương cơ bản từ 85 lên 170 nếu Pokemon sử dụng đánh trước đối thủ. Chúng ta chỉ cần tối đa tốc độ rồi cầm theo Choice Scarf là coi như đứa nào cũng phải khiếp sợ. Còn nếu không tính chi độc quyền thì chắc chắn các bạn biết chiêu vật lý mạnh nhất của hệ nước là thuộc về con Pokemon nào rồi ha. Tiếp theo đó là hệ điện. Hệ điện có tỷ lệ phân bố 3 mảng cũng khá cân bằng. Về mảng hỗ trợ hiệu ứng thì theo tôi Thunder Wave là chiêu hỗ trợ tốt nhất của tụi nó, với 90% khả năng khiến cho Pokemon bị tê liệt. Khi Pokemon đối thủ bị tê liệt thì nó sẽ giảm 50% tốc độ, đồng thời sẽ có 25% khả năng không thể di chuyển trong đợt đánh đó. Do đó việc dính tê liệt là một lời nguyền đáng ghét hơn cả dính bỏng rất nhiều, hoặc là thà ngủ luôn trong lượt đó như trạng thái ngủ thì cũng đỡ tức. Còn về mảng tấn công đặc biệt tốt nhất của hệ này, trong thế hệ chính có hai chiêu mà tôi khá cân nhắc, đó chính là Electro Drift và Thunderclap. Mà như từ đầu video nói đến giờ, Electro Drift tuy cực mạnh nhưng lại thuộc độc quyền của Mirrodon, nên tôi nghĩ là cho nó chơi một mình đi. Thunderclap cũng độc quyền của Raging Bolt, cơ mà tôi đoán qua Gen 10 chắc nó sẽ không còn độc quyền của Raging Bolt nữa. Tuy nhiên thì đó là chuyện tương lai không ai biết trước. Để mà cân nhắc thì cũng có một chiêu hệ điện khá tốt, đó chính là Volquswitch, vì nó có khả năng gây sát thương cũng như là đảo đồng minh ra sân ngay trong lượt đó, giúp đội hình chúng ta trở nên linh hoạt và chủ động hơn. Cho nên để mà cân nhắc thì tôi sẽ chọn Volquswitch ở trong cái bảng này. Còn về chiêu vật lý tốt nhất của tụi hệ điện, tôi nghĩ là chúng ta sẽ phải nghĩ qua Plasma Fist của Zeraora hoặc là Bulbik của tụi Pokemon tiền sử thời Gen 8. Bên cạnh đó thì còn thêm Voltaco của gia đình Pikachu nữa. Cái này thì chịu thôi, vì chiêu vật lý hệ điện quá ít chiêu mạnh. Cơ mà Bulbik chắc là chiêu xứng đáng nhất. Tuy hai Pokemon tiền sử học được chiêu này không xuất hiện trong Gen 9, nhưng mà cái hiệu ứng gấp đôi sát thương nếu đánh trước đối thủ, trong khi sát thương cơ bản chiêu này là 85. Ừ thì nó giống y chang chiêu Fisher Strength vừa nãy, nên tôi nghĩ hiện tại không có chiêu vật lý nào qua được chiêu Bulbik này cả. Đó là về hệ điện, bây giờ chúng ta sẽ qua hệ đất. Hệ đất thì là hệ vốn thiên về tấn công, cho nên mấy chiêu hệ đất dạng hiệu ứng coi như là đếm trên đầu ngón tay. Nhưng ít ra cũng có một chiêu là Shore Up, một chiêu dạng hồi máu và là độc quyền của Pokemon lâu đài tình ái Sandygast. Chiêu này thì bình thường sẽ hồi 50% máu, nhưng trong bão cát nó sẽ hồi tận 2/3 cây máu. Hiện tại thì không còn chiêu hệ đất nào hiệu ứng tốt hơn chiêu này nữa. Chúng ta sẽ tưởng tượng một ngày Terranita học được chiêu này thì chắc chắn nó lại lên đỉnh xã hội chơi tiếp vài thế hệ nữa. Còn về chiêu tấn công, lựa chọn tốt nhất trong bảng này chắc ai cũng biết, đó chính là Earthquake. Muôn đời Earthquake vẫn là chiêu sát thương tốt nhất có thể học được của hệ đất. Rất nhiều Pokemon học được, sát thương cao 100 điểm nhưng lại không có hiệu ứng phụ nào ảnh hưởng đến Pokemon, và nó rất mạnh cũng như là rất dễ xài. Còn về mảng đặc biệt thì chắc chắn phải nói về chiêu Earth Power. Mảng đặc biệt của hệ đất nó hiếm ngang ngửa chiêu hiệu ứng, nhưng ít ra thì Earth Power là chiêu phổ biến nhất, gây sát thương 90, có 10% giảm thủ đặc biệt của đối phương xuống một bậc, nên đây vẫn luôn là lựa chọn tốt nhất cho mấy Pokemon hệ đất chuyên sử dụng phép. Đã nói đến đất thì chúng ta sẽ nói đến hệ đá. Hệ đá tuy cũng là một hệ chuyên tấn công tốt như là đất, nhưng hệ đá luôn bị một lời nguyền, đó chính là về độ chính xác. Hiếm lắm mới có một chiêu hệ đá mạnh và độ chính xác cao. Tôi cũng không hiểu tại sao trong khi hệ đất tấn công tốt hơn một bậc mà không bị gì, đã vậy số lượng chiêu hệ đá lại cực kỳ khan hiếm nữa. Hệ đá cũng khá là nghèo nàn về mảng hỗ trợ. Có lẽ hai chiêu hiệu ứng tốt nhất của hệ này có thể gọi tên, đó chính là Wild Card và Stealth Rock. Nếu tính trong đấu đơn thì Stealth Rock sẽ tốt nhất, nhưng nếu trong đấu đôi VCC thì Wild Card sẽ tốt hơn. Vì Wild Card sẽ chặn những chiêu đánh lan rộng, phù hợp với những đấu trường có những Pokemon huyền thoại tầm đánh bao phủ như là Calyrex, Groudon, Kyogre, hay là chặn được những chiêu mạnh như là Heat Wave, Blizzard, Earthquake và Rock Slide. Yeah, thì nó cũng chỉ bảo vệ những chiêu đánh lan thôi, còn mấy chiêu đánh 1-1 thì vẫn trúng như thường. Cơ mà như vậy đã quá đủ giá trị đối với những đấu trường khắc nghiệt như là VCC rồi. Về chiêu đặc biệt tốt nhất của hệ đá thì đó là một nốt lặng trầm, vì có rất ít chiêu thực sự mạnh. Chắc tôi chỉ kể được Power Jam với sức mạnh 70 và Meteor Beam với sức mạnh là 120. Thấy 120 cao vậy như nó phải tốn một lượt sạc năng lượng giống như Solar Beam, nhưng ít ra Solar Beam còn có thể đánh liền trong trời nắng. Meteor Beam chỉ có thể đánh liền bằng cách sử dụng vật phẩm Power Hub mà không có cách nào khác. Nhưng bù lại thì Pokemon sẽ được tăng một điểm công đặc biệt. Để mà chọn ra một chiêu thì cũng khó, nhưng mà chắc tôi sẽ chọn Meteor Beam. Dù sao thì đánh đổi một trang bị để được tăng một điểm tấn công đặc biệt cũng coi như là đáng rồi. Còn đối với chiêu vật lý hệ đá thì có những chiêu mạnh như là Head Smash, Stone Age để bảo chứng cho sức mạnh. Nhưng mấy chiêu này có tỷ lệ trúng rất là sida. Mấy chiêu càng mạnh thì tỷ lệ trúng càng thấp. Gen 9 thì may ra có những chiêu như là Mighty Cleave có tỷ lệ trúng là 100%, sát thương là 95 và có thể đánh xuyên các chiêu bảo vệ. Nhưng đó là chiêu độc quyền nên ta sẽ xem xét lựa chọn tốt nhất ở đây có thể là Rock Slide. Một chiêu đánh lan toàn bộ mục tiêu và với sát thương là 90
và 30% khả năng làm cho đối thủ bị flinch để đánh trước. Đây cũng chính là chiêu hệ đá được sử dụng nhiều nhất và được ưu tiên sử dụng nhất trong các giải đấu VCC. Vì một khi đối thủ đã bị flinch thì coi như nó không làm được gì trong lượt đó, mà tỷ lệ 30% là một tỷ lệ cực kỳ cao. Sát thương cũng chỉ thua mỗi chiêu Mighty Clip có 5 điểm, nên nói dông nói dài thì Rock Slide chắc chắn và luôn luôn sẽ là chiêu gây sát thương vật lý tốt nhất của hệ đá. Sau hệ đá thì chúng ta sẽ đến hệ băng. Hệ băng là hệ có tỷ lệ phân bố 3 mảng khá cân bằng. Trong đó nhắc đến chiêu hiệu ứng tốt nhất của hệ này, nhắm mắt cũng biết đó chính là Aurora Veil. Tuy cần điều kiện là trong trời tuyết, nhưng chỉ cần dựng một lượt là cả đội hình sẽ được cường hóa 50% khả năng phòng thủ cả hai mảng, vật lý và đặc biệt luôn. Thay vì phải tốn hai lượt đánh và hai slot chiêu thức để dựng Reflect và Light Screen, một chiêu đã có lợi gấp đôi, cho nên là không nói nhiều, chốt đơn. Còn về chiêu đặc biệt tốt nhất của hệ băng, thì tôi nghĩ đa số sẽ nghĩ đến Ice Beam hay là Bizarre, vì thật tình thì hệ băng rất ít chiêu đặc biệt mạnh, nên hai chiêu này có lẽ sẽ vào danh sách. Nhưng theo tôi thì chiêu tốt nhất ở cái mạng đặc biệt này phải là Free Dry. Tuy chiêu này có sát thương 70 thôi, nhưng nó sẽ là chiêu khắc chế được Pokemon hệ nước. Bình thường thì hệ nước sẽ kháng 1/2 sát thương từ hệ băng, nhưng chiêu này sẽ phát kiệt tụi hệ nước và làm cho tụi nó băng hà ngay lập tức. Từ đó mà chính cái chiêu thức này sẽ là khắc tinh với rất nhiều Pokemon song hệ tốt như là nước và cỏ của Okapon. Một song hệ phòng thủ rất tốt nhưng sẽ bị gấp 4 sát thương khi gặp chiêu thức này. Bay và nước cũng không qua khỏi. Nước và rồng dù phòng thủ tốt cả nào khi gặp chiêu này cũng phải tắt điện. Đất và nước, song hệ chỉ sợ mỗi hệ cỏ nên sẽ bị gấp 4 sát thương khi gặp chiêu Free Dry này luôn. Do đó chính chiêu Free Dry này đã mở rộng thêm khả năng bao phủ hệ vốn đã khá tốt của hệ băng trước đó. Một chiêu thức giá trị như vậy thì làm sao ngó lơ được. Còn về chiêu vật lý tốt nhất của hệ băng, thật sự thì ta có thể xem xét đến Ice Spinner hay là Ico Crush. Hoặc đúng hơn thì tôi sẽ chọn Glacial Lens của Ice Rider Calyrex, nhưng vì đây là chiêu độc quyền của nó nên sẽ là lựa chọn cuối cùng khi chúng ta không tìm thấy một chiêu nào tốt hơn. Và may mắn làm sao có một chiêu hệ băng vật lý tôi thấy khá đáng tiên dương, đó chính là chiêu Triple Axel. Với tỷ lệ đánh trúng là 90%, gây sát thương liên hoàn trong 3 lượt, mỗi lượt sát thương sẽ được cộng dồn 20 điểm. Tức cú đá đầu tiên thì sát thương sẽ là 20, cú thứ hai sẽ là 40, cú đá cuối cùng sẽ có sát thương là 60. Nếu đánh thành công tất cả 3 lần thì tổng sát thương gây ra sẽ là 120. Nên không nói nhiều, đây chắc chắn là chiêu hệ băng vật lý đáng dùng nhất rồi. Qua đến hệ bọ. Về hệ bọ thì tôi thấy chỉ có Pokemon hệ bọ là chán thôi, còn chiêu hệ bọ thì không quá đáng thất vọng như vậy. Trong mảng chiêu hiệu ứng thì hệ bọ có khá nhiều chiêu nổi bật như là Tail Claw tăng 3 bậc công đặc biệt, Rage Powder để hút chiêu đối phương về phía mình. Nhưng để chọn thì tôi sẽ chọn chiêu setup Quiver Dance, vì với một lần múa đã có thể cường hóa 3 mảng chiêu số tấn công, phòng thủ đặc biệt và tốc độ cho Pokemon. Như vậy đã là quá đủ để Pokemon yên tâm càng quét những đợt sau. Do đó thì tôi sẽ tuyên dương Quiver Dance trong mảng hỗ trợ của hệ này. Còn về mảng công đặc biệt thì hệ bọ cũng có những cái tên nổi trội như là Bug Buzz, sát thương 90 và đánh xuyên thế thân. Nhưng tôi sẽ tuyên dương Pollen Puff vì chiêu này cũng có sát thương tương đương là 90, nhưng nó cũng sẽ có công dụng hồi 50% lượng máu cho đồng minh. Với tôi thì việc mang theo chiêu này lại có được hai lợi thế, vừa dùng cho việc tấn công, vừa dùng cho việc chữa trị. Quá là thuận lợi cho chiến đấu nên tôi sẽ chọn chiêu này. Về mảng vật lý thì hệ bọ cũng có Mega Horn, sát thương 120 nhưng tỷ lệ trúng chỉ có 85 mà thôi. First Impression cũng khá là ấn tượng khi có điểm ưu tiên là cộng 2, ngang với Extreme Speed và sát thương lên đến tận 90. Tuy nhiên mặt hạn chế của chiêu này là chỉ sử dụng được một lần trong một lượt xuất hiện trên sân đấu, muốn kích hoạt thì phải rút về bóng lần nữa. Nên sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì tôi quyết định chiêu U-turn sẽ là chiêu gây sát thương vật lý tốt nhất của hệ bọ. Vì chiêu này tuy chỉ có sát thương là 70 nhưng sẽ có công dụng đảo đồng đội ra sân mà không bị mất một lượt gây sát thương, giúp thay đổi Pokemon khi gặp phải những kẻ thù khắc chế mình. Một điểm cộng là vì nó mang hệ bọ nên cỡ nào cũng gây sát thương được và đảo đồng minh thành công. Chứ mà như chiêu Volt mà gặp hệ đất thì đúng nghĩa là tắt điện. Và chúng ta sẽ qua đến hệ thứ 9, đó chính là hệ bay. Ở đây thì không nói nhiều, chiêu hiệu ứng tốt nhất không chỉ của hệ bay mà còn là trong tất cả các hệ, đó chính là chiêu Tailwind. Thổi một làn gió cùng chiêu, chúng ta sẽ giúp đồng minh tăng gấp đôi tốc độ trong vòng 4 lượt. Và đương nhiên tốc độ là chìa khóa dẫn đến chiến thắng, nên chiêu này là chiêu chắc chắn phải có trong hầu hết các đội hình chủ VCC. Còn về chiêu vật lý tốt nhất của hệ này, tôi nghĩ đó chính là Brave Bird. Vì phần lớn chiêu hệ bay rất ít chiêu tấn công vật lý thực sự mạnh, hầu hết là các chiêu theo hướng tấn công đặc biệt. Mà Brave Bird là chiêu sát thương đến 120, Pokemon sẽ nhận sát thương phản lại tùy vào lượng máu đã gây ra cho đối thủ. Theo tôi thì như vậy đã quá đủ để dứt điểm kẻ thù ngay lập tức, và cái giá phải trả thì cũng không quá đắt. Qua tới chiêu tấn công đặc biệt mạnh nhất của hệ bay, tôi rất muốn nói là Hurricane, nhưng tỷ lệ đánh trúng của nó chỉ có 70 thôi, và chỉ luôn trúng trong trời mưa. Sẽ khá rủi ro nếu ta không mang theo Pokemon tạo mưa nào.
Blitzwingstone, chi độc quyền của Tornadus cũng khá tốt, sát thương là 100 và cũng giống như Hurricane, có mưa thì mới an tâm sử dụng được. May mắn thì Tornadus tự tạo ra trời mưa khá tốt, nên chiêu Blitzwingstone này cũng có thể xem xét nếu chưa tìm được ra một chiêu nào tốt hơn. Nhưng theo tôi có một chiêu hệ bay cân bằng giữa được sức mạnh, độ chính xác và hiệu ứng kèm theo tốt, đó chính là chiêu Air Slash. Chiêu này có sát thương là 70, nhưng kèm theo đó là hiệu ứng phụ với 30% gây flinch giống với Rock Slide. Tỷ lệ đánh trúng là 100%. Nếu rơi vào tay những Pokemon có tốc độ cao hoặc là đặc tính Serene Grace như tôi chẳng hạn thì coi như đối thủ sẽ không ngóc đầu dậy nổi để tấn công. Nên tôi sẽ chọn chiêu Air Slash là chiêu tấn công đặc biệt hệ bay tốt nhất hiện nay. Và chúng ta đã đi qua được 9 hệ đầu tiên, đó là phần 1 của video. Kể ra thì video cũng đã dài rồi, chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong phần 2 với 9 hệ tiếp theo. Nhớ đón xem phần 2 nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong tuần sau. Bye!